Nồi cơm điện cao tầng Dreamer DRIH15 sở hữu công nghệ chạm cảm ứng TouchMe, dễ dàng sử dụng và vệ sinh. Kiểu dáng hiện đại từ Australia làm gian bếp thêm sang trọng. Công nghệ nhiệt cảm ứng IH360 độ bảo toàn dưỡng chất hoàn hảo. Lòng nồi dạng niêu độc đáo, gồm 4 lớp hợp kim bền bỉ và an toàn. Với chức năng hẹn giờ nấu thông minh, bạn sẽ luôn có bữa cơm nóng hổi mọi lúc bạn cần. Tích hợp 19 chức năng nấu, bạn chỉ cần chọn món, Dreamer sẽ làm phần còn lại. Chức năng giữ ấm 24 giờ giúp bạn luôn có bữa ăn trọn hương vị. Sản phẩm đạt chuẩn châu Âu, an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Nồi cơm điện cao tầng Dreamer DRIH15 Open Your Home Restaurant.